Diễm Thi và Trang Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ sáu ngày 16 tháng 12 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Gạo xuất khẩu năm tới khả quan, nông dân sẽ lãi 30% trở lên. Ba lãnh đạo Khmer Đỏ chối bỏ mọi tội ác lúc còn cầm quyền. Thưa quý vị, Việt Nam dự tính tăng thêm lượng gạo sấy xuất khẩu từ khoảng 300.000 tấn trong năm nay lên 400.000 tấn trong năm tới. Theo Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Trương Thanh Phong, thì việc sản xuất gạo sấy không những giúp tăng chất lượng gạo xuất khẩu, đa dạng hóa mà còn giúp nông dân giải quyết phần lớn lượng lúa hè thu vốn ẩm ướt và giá gạo sấy cao hơn 60 đô la mỗi tấn so với gạo 5% tấm. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết thêm rằng lượng gạo sấy xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay sẽ đáp ứng 10% nhu cầu hàng năm của thế giới. Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gạo sấy hồi năm ngoái, bán tại các thị trường Đông Âu, Phi Châu và cả Á Châu, với giá trung bình là 570 đô la một tấn. Trong khi đó, giới điều hành gạo xuất khẩu của Việt Nam dự báo rằng lượng gạo xuất khẩu nói chung của Việt Nam trong năm tới sẽ không cao như năm nay, nhưng vẫn khả quan, và nông dân sẽ được lời chừng 30%, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Đức sẽ cho Việt Nam vay ưu đãi gần 290 triệu euro để thực hiện các dự án phát triển trong hai năm tới. Kết quả này bắt nguồn từ cuộc đàm phán hợp tác phát triển song phương diễn ra hôm qua tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Tại đó, đại sứ Đức Claude Wunderlich cho biết rằng khoản vay ODA này có lãi suất dưới 3% cho một năm nhằm giúp phía Việt Nam phát triển kinh tế, đào tạo nghề, bảo vệ môi trường. Thêm vào đó, Đức cũng trợ giúp Việt Nam 1 triệu euro để phòng chống khắc phục hậu quả lũ lụt. Hiện Việt Nam là một trong những nước thuộc kế hoạch hợp tác phát triển của Đức tại Á Châu. Thủ lĩnh Khmer Đỏ Nunchia chối bỏ rằng chính thể tàn bạo này khủng bố và đặt ra ngoài vòng pháp luật đạo Phật khi Khmer Đỏ cai trị xứ chùa tháp trong những năm cuối thập niên 70. Bị cáo Chia, 85 tuổi, lên tiếng như vừa nêu tại tòa hôm qua, nói thêm rằng Khmer Đỏ không có biện pháp nào ngăn cấm Phật giáo. Ra trước tòa cùng với trưởng lý thuyết gia Khmer Đỏ Chia, còn có cựu ngoại trưởng Ansari và cựu chủ tịch nước Khieu Samphan. Tất cả đều chối bỏ mọi cáo trạng, kể cả tội diệt chủng và tội ác chiến tranh do họ gây ra, khiến cho gần 2 triệu người dân xứ chùa tháp thiệt mạng. Nguyên Chia chối bỏ việc triệt hạ chùa chiền, trục xuất tu sĩ, biện minh rằng cũng giống như Đức Phật, người ta không cần chùa chiền để hành đạo vì nguyên tắc từ bi hỷ xã của Đạo Phật là trong tâm của tín đồ. Hồi tháng rồi, công tố cho biết các nhân chứng khai rằng giới cầm đầu Khmer Đỏ từng gán cho tu sĩ Phật giáo là loài ký sinh hút máu người. Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố lệnh ngưng bắn vào dịp Noel này bắt đầu từ hôm nay như là một hành động thiện ý truyền thống dù xảy ra một loạt tấn công từ du kích quân Cộng sản trong thời gian gần đây. Hôm qua, quân đội và cảnh sát Phi được lệnh ngưng mọi cuộc hành quân và chỉ bắn trả trong trường hợp tự vệ, trong khoảng thời gian từ thứ Sáu này cho tới mùng 2 tháng Giêng sắp tới. Trong khi đó, du kích quân Tân Nhân dân Cộng sản vốn thường đáp lễ ngưng bắn hiện chưa lên tiếng gì về vụ việc này. Đạo quân Cộng sản này bắt đầu chiến đấu để ra sức hình thành một xứ Marxist ở Philippines kể từ năm 1969. Một nhóm nhận là đại diện cho đa số phong trào đối lập tại Syria tuyên bố hôm qua hình thành liên minh quốc gia, bao gồm các lực lượng cách mạng nhằm lật đổ chính quyền Bashar al-Assad. Lên tiếng tại một cuộc họp báo ở Istanbul, Cựu đại sứ Syria tại Thụy Điển, ông Mohamed Besam Amadi nói rằng chế độ Assad đã giết hại, đã thương, bắt giữ, tra tấn và xua đuổi hàng chục ngàn người dân Syria. Đó là lý do hình thành liên minh này, mệnh danh là liên minh quốc gia, gồm các lực lượng, các điều phối viên và hội đồng cách mạng Syria, quy tụ những nhà bất đồng chính kiến trong và ngoài xứ này. Tuyên bố vừa nói được đưa ra khi cuộc nổi dậy của người dân Syria bước sang tháng thứ 10, khiến giới cầm quyền thẳng tay đàn áp, gây tử vong trên 5.000 người, theo số liệu của Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hôm qua, những binh sĩ bỏ ngủ đã phục kích, bắn chết 27 quân chính phủ ở mạng Nam Syria. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ OFA tiếng tiengviet net Nếu quý vị bị tường lửa ngăn chặn, xin mời quý vị vào địa chỉ á châu tự do.info. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Diễm Thi và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị.